Dạ, Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Chào quý vị đã đến với kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà, chuyên chia sẻ các món chay ngon, đơn giản, dễ làm tại nhà. Rồi thì hôm nay Quỳnh Phương có một cái món chay ngon từ chuối xanh đó quý vị. Món này là món chuối xanh kho tộ. Cách làm thì đơn giản ha. Thì mình làm như thế nào để chuối nó còn hơi dai dai, ngon ngon đó quý vị. Bùi bùi ha, nước thì đậm đà, chúng ta chấm rau. Đây là chấm rau sống, rau luộc gì đều rất là ngon. Rồi, để những cái nguyên liệu cơ bản mà chúng ta cần á, thì chuẩn bị cho Quỳnh Phương mấy trái chuối xanh. Chuối này thì Quỳnh Phương bữa nay sử dụng chuối cao ha. Cái loại mà nó còn xanh xanh nè, gọi là ướp á, vừa chín tới á. Mình sử dụng chuối cao nè, hay là chuối già, hay là chuối chuối chát nè. Loại mình ăn sống quý vị, mình làm món này cũng được nữa. Rồi bữa nay thì Quỳnh Phương làm một cái tô nhỏ nhỏ thôi, nhưng Quỳnh Phương xài chắc khoảng 3 trái thôi. Rồi giờ mình cắt thêm trái để lát mình chế biến mình ăn ăn kèm. Rồi cái này là 3 trái nha, thêm trái nữa là 4 trái, chắc Quỳnh Phương làm 3 trái à. Tiếp theo thì Quỳnh Phương có chuẩn bị ở đây là hai gốc hành. Nếu quý vị không sử dụng hành thì có thể sử dụng một gốc bogo cũng được nha. Ớt thì vài trái ớt, một đọt ngò gí. Thôi bây giờ thì mình bắt một cái nồi nước lên, cho vào giúp Quỳnh Phương một ít muối, rồi mình đun cho nó sôi lên. Khi sôi rồi bây giờ mình bỏ chuối vô, mình luộc. Chuối này chúng ta có thể luộc hoặc hấp cũng được nha. Hấp thì càng ngon hơn nữa, nhưng mà để không mất thời gian thì Quỳnh Phương luộc luôn. Đó, 3 trái luộc để kho, còn 1 trái Quỳnh Phương ăn. Tại vì khi luộc á, nó bùi bùi ngon lắm. Rồi, bây giờ cái phần gốc hành nè, thì Quỳnh Phương sẽ cắt ra, băm cho nó nhuyễn ra. Và quý vị có thể sử dụng hành tím, hoặc là bao rô, kiệu cũng được luôn nha. Rồi, Quỳnh Phương cảm ơn quý vị. Quý vị cái yêu thích kênh á, nhớ ấn cho Quỳnh Phương xin một like nha. Nhớ chia sẻ cho nhiều người biết hơn. Hơn đến những cái món chay đơn giản thơm ngon hết quý vị. Rồi quý vị cô chú nào lần đầu tiên xem kênh á, thì Quỳnh Phương luôn chia sẻ những cái món chay ngon, đơn giản, dễ làm. Nhớ đăng ký kênh nha, để khi nào có video mới thì YouTube sẽ thông báo cho quý vị ạ. Rồi bây giờ thì chuối đã chín rồi nè. Quỳnh Phương thì luộc khoảng 10-15 phút rồi, chưa tới 15 phút nữa thì mình lấy ra được rồi. Bây giờ mình để ráo nha, để vô cái tô và mình để cho nó thiệt là nguội đi. Chuối thì loại chuối này mình luộc á, nó còn hơi sống sống á, nó ra nó rất là dẻo và nó ngon lắm. Rồi khi mà mình để cho nó nguội rồi, giờ mình Phương sẽ cắt ra nha. Đó, mình cắt ra làm hai, nó tươi mặt luôn. Rồi mình sẽ cắt làm tư nha. Quý vị cũng có thể mà cắt dài dài cũng được nữa. Đây mình cắt ra nhỏ nhỏ gì á, thành cái miếng vừa ăn là được rồi. Nếu mình thích thì mình cũng có thể sắc tròn, thì tùy ý mình thôi. Rồi bây giờ mình Phương sẽ cho ra cái tô này đi, dẻo dẻo ngon ngon lắm. Chuối mà quý vị nấu lên hấp dẫn lắm. Rồi mình Phương để gì nha. Sau đó thì mình sẽ bắt một cái nồi lên và đắt ha, để mình kho. Mình cho khoảng 2 muỗng canh dầu nha quý vị. Cho vào thì mình đợi cho dầu này nó nóng lên, nó hơi lên thêm nhỏ nhỏ, nó sôi xíu là được. Mấy món này mà mình chấm với một ít rau muống, bắp rổi, dưa leo hay rau sống rồi đó. Mấy ngày mưa mà nó hơi lạnh lạnh đó. Đem chén cơm ra với một cái nồi này với ít rau đồng nữa là ngon tuyệt luôn. Đơn giản cũng không có gì cầu kỳ lắm quý vị. Rồi bây giờ thì Quỳnh Phương phi cho cái phần gốc hành nè, nó thơm lên. Thì mình phi cũng nhanh thôi, phi chút xíu là nó hơi vàng vàng, nó thơm thơm lên là được rồi. Bây giờ mình mới cho nước tương vào
để mình kho. Bình Phương sẽ cho ở đây là 3 muỗng nước tương. Tương chọn loại nào mình gia đình mình hay ăn ngon ngon xíu thì mình kho cái món nó sẽ hấp dẫn hơn nha quý vị. Rồi, tiếp theo là nửa muỗng hạt nêm chai từ nấm. Đường, tiếp theo là đường. Đường thì Bình Phương cho vào khoảng 2 muỗng đường lưng lưng nha. Rồi bây giờ chúng ta đảo đều một cái cho gia vị nó tan ra. Lưu ý lúc này mình mới bắt lửa lớn lên nha. Lúc mà mình cho gia vị vào á, mình hạ lửa nhỏ xuống. Xong rồi mình mới bắt lửa lớn lên. Đó. Rồi tiếp theo là Quỳnh Phương sẽ cho thêm vào đây là nửa chén nước. Rồi mình để lửa lớn lên cho nó sôi lên. Lúc này thì quý vị có thể nêm lại xíu nha, cho nó vừa khẩu vị mình á. Rồi mình mới cho cái phần chuối này vào. Chuối này vào thì mình kho nhanh thôi quý vị. Đó, mình trước khi mà mình nó sôi á thì mình Phương có cho vào một muỗng tương ớt cho nó có vị cay cay nhẹ nhẹ với cho cái nước nó thêm đậm đà luôn. Rồi bây giờ mình để lửa lớn cho nó sôi lên. Đó quý vị xem cái nước nè. Đó, giờ này là chấm rau cũng ngon rồi đó. Nhưng mà mình để cho nó kẹo kẹo một xíu. Đó, mình đun sôi lên rồi mình cho ớt vào. Rồi mình để khoảng 1-2 phút nữa là được rồi quý vị. Đừng để lâu quá, chuối nó sẽ bị nhừ á. Rồi bây giờ tiếp tục cho vài hạt tiêu. Vậy là xong rồi đó. Mình để lửa riu riu nữa là xíu nữa là được. Khi mà gần tắt bếp rồi nè, mình Phương thử cho quý vị xem nè. Chuối nó không bị nát nha. Mình kho mau thôi. Đó. Một số anh chị thì có thể chiên cái phần chuối này nè, nhưng mà tránh dầu mỡ, bớt dầu mỡ một xíu thì mình Phương để vô mình Phương kho luôn. Mình Phương luộc sơ, mình Phương kho chứ mình Phương không có chiên. Mình cũng có thể chiên sơ qua nha. Chiên sơ thì kho lâu nó không bị nát, nhưng mà nó hơi nhiều dầu mỡ một xíu. Tùy ý thích của mình thì mình sẽ có cái cách làm phù hợp. Đây, những cái miếng vàng ươm nè, dẻo dẻo, khá là ngon. Rồi bây giờ Quỳnh Phương sẽ bắt đầu cho một xíu tiêu lên. Nói xíu gì chứ cũng hơn nửa muỗng quý vị. Tiêu nhiều nó cay cay, thơm thơm, rất là ngon. Ấm bụng nữa. Cho vài cọng ngò. Vài cọng ngò gí vô ha. Vậy là cơ bản thì cái món chuối xanh kho tộ thơm ngon hấp dẫn là dễ làm nữa. Đây là một cái món ăn ngon cho những cái ngày mưa ha. Rồi, Quỳnh Phương chúc quý vị ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà, chuyện chia sẻ các món chay ngon là dễ làm ạ.